chúng ta đã đến giờ đi săn rồi. Ha 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 ha. Ở đây chúng ta có rất là nhiều con vật luôn ở trong sở thú này. Nghe đây chúng ta có một chú khỉ đột các bạn ơi. Wow, tuyệt vời tuyệt vời. Là khỉ đột có 98-99% DNA giống con người chúng ta đó các bạn. Wow, nhìn nó kìa, thật là cơ bắp, thật là đồ sộ, bộ lông màu đen. Wow, loài này rất là khỏe mạnh luôn đó. Và nó lại là cực kỳ thông minh luôn. Wow, nhìn cơ thể của nó kìa. Cái cơ thể của nó cực kỳ săn chắc luôn. Khỉ đột nha các bạn. Wow, nó cầm cây luôn kìa, ghê chứ ghê chứ. Nó đang uống nước kìa, các bạn thấy không, nó đang làm gì đó. Wow, nó đang hướng tới một cái con hoặc gì đó kìa. Wow. Tiếp đến chúng ta có một con sói. Wow, một con sói. Wow, loài này sống theo bầy đàn nha các bạn. Chúng rất là thông minh luôn và chúng rất là đoàn kết, sống theo bầy đàn. Wow, đây là con sói hoang. Hãy nhìn nó kìa, đặc trưng của nó là tiếng ngẫu. Wow, đây có một con sói trắng, nhìn nó kìa, đẹp quá. Tiếp đến chúng ta có một con hươu cao cổ, nó đang trêu ai đó kìa, nhìn nó chu mỏ kìa, các bạn thấy không. Wow, nó cao trên 2m với những hoa văn cực kỳ là đặc trưng luôn. Loài này chạy cực kỳ nhanh luôn các bạn ạ. Kìa, nó đang ăn lá trên cây kìa, trên cây cao kìa, vì nó rất là cao luôn, cao trên 2m luôn. Ở đây chúng ta có một chú cá sấu. Nhìn chi tiết trên cơ thể của nó kìa, loài này có bộ da rất là dày luôn và nó có những cái cú cắn cực kỳ là mạnh luôn, nên hãy cẩn thận nha. Là cá sấu này cắn rất là mạnh luôn đó. Nhìn nó kìa. Hình như người ta đang cho nó ăn đó. Phải cẩn thận hết sức, nó đang hả miệng ra kìa. Tiếp đến chúng ta có một chú gấu trúc nha các bạn. Nhìn những cái vân hoa văn và màu trắng và màu đen kìa. Nhìn nó, chú gấu trúc này quá là dễ thương luôn. Nó rất là dễ thương, khá là hiếu động luôn đó, và đã thích ăn trúc. Nó chèo lên cái bánh xe cao su kìa. Tiếp đến một nhân vật tiếp theo, kẻ không sợ cái sư tử, loài hà mã có bốn cái chân rất là ngắn và cái miệng to cực kỳ luôn, chạy lại rất là nhanh dưới nước, chạy cực kỳ nhanh dưới nước luôn nha các bạn. Các bạn thấy nó sẽ chạy cực kỳ nhanh dưới nước, loài hà mã này không sợ luôn sư tử đó. Nhìn cả đang nằm nghỉ ngơi kìa. Ở trong đó có cá sấu luôn đó mà nó không sợ đâu, nó không sợ con nào hết đó. Tiếp theo là chúng ta có một chú tê giác sừng. Bộ da của chú rất là dày luôn, nó có thêm cái sừng nữa kìa, có hai cái sừng luôn. Nó thường mài sừng cho bén đó, để bảo vệ, là vũ khí để bảo vệ loài này cho tốt luôn. Nhìn kìa, chú tê giác sừng thật là tuyệt vời. Đó, nó đang chiến đấu với một con bò hoàn toàn không lượng sức mà đã dám đụng vào con tê giác. Một chú gà trống, cái người bạn của chúng ta sẽ giúp chúng ta thức dậy vào mỗi buổi sáng bằng tiếng gáy o. Có rất là nhiều màu sắc cực kỳ rực rỡ trên chú gà trống luôn, các bạn thấy không, từ màu đỏ, màu cam, màu tím. Chú gà trống này đang tỉa lông thì phải. Wow, một nhân vật tiếp theo, một chú dê. Đúng rồi, một chú dê với hai cái sừng và cái chùm râu ở phía trước kìa, các bạn có thấy không, dễ thương quá chừng luôn. Đó các bạn thấy không, đó chú dê này đang ăn cỏ đó, và cái tiếng kêu đặc trưng của chú dê. Tiếp theo chúng ta có một chú heo. Thường thì được nuôi ở các trang trại kìa. Chú heo đang làm gì đó, đang quay mặt vào một góc tường. Chú heo có cái đường cong ghê luôn các bạn. Chú heo nhìn rất là dễ thương luôn. Tiếp đến chúng ta có một chú con sư tử, là chú sơn lâm, chú tể của muôn loài. Đây là một con sư tử đực. Tại sao vậy? Vì có một cái bờm, đó là đặc trưng của sư tử đực nha. Tại sư tử cái thì không có cái bờm này đâu. Các bạn nhìn thấy đây không? Đó là sư tử đực, nhìn cơ bắp cực kỳ là khỏe mạnh luôn. Phải nói đây là một chú sư tử khỏe mạnh, chú tể của muôn loài, không sợ gì cả. Sư tử sợ té kìa. Chú sư tử này sẽ sợ độ cao đó các bạn, đang tìm cách leo xuống này. Ok các bạn, đó là tất cả những gì có ngày hôm nay. Nếu các bạn thích clip này, đừng quên cho mình một like, một đăng ký. Đừng quên bấm nút chuông thông báo để theo dõi những video tiếp theo. Bye bye, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.